Wi-Fi miễn phí, Hungary tự do. Đây là hình ảnh vài ngày trước ở Hungary khi người dân biểu tình phản đối kế hoạch đánh thuế của chính phủ. Hơn 100.000 người đã tham dự các cuộc biểu tình này và mang theo những biểu ngữ như vậy. Và đây là hình ảnh tại đất nước Hungary trong ngày hôm qua. Không khí hân hoan hò reo có thể thấy tại nhiều nơi tại quốc gia Trung Âu này bởi những người biểu tình đã trở thành người chiến thắng. Xin chào quý vị và các bạn. Những hình ảnh vừa rồi tái hiện bức tranh Hungary trong làn sóng biểu tình, bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 khi khoảng 100.000 người dân diễu hành trên đường phố để phản đối kế hoạch đánh thuế Internet của chính phủ Hungary, cũng như các chính sách bị xem là làm suy yếu nền dân chủ của chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán. Đây được xem như cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau khi chính phủ theo đường lối trung hữu lên nắm quyền tại nước này năm 2010. Trong một động thái về thể hiện sự nhượng bộ đối với yêu cầu của người dân, hôm qua 31 tháng 10, Thủ tướng Viktor Orbán đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch đánh thuế Internet. Quyết định của Thủ tướng Hungary được xem như một chiến thắng lớn dành cho những người biểu tình. Chúng tôi không thể giới thiệu loại thuế này vì không có sự đồng thuận. Nếu không có sự đồng thuận thì không nên tiến hành bất cứ cái gì, và trong trường hợp này là thuế Internet. Ý tưởng của chính phủ là phải có sự hợp tác của người dân. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa rằng chính phủ phải chấp nhận tất cả các quan điểm của người dân, mà chính phủ sẽ chỉ chấp nhận các biện pháp được đánh giá là hợp lý. Kể từ hôm qua, quyết định tăng thuế Internet ở Hungary, một quyết định gây nhiều tranh cãi, đã bị bãi bỏ. Trước đó, Bộ Kinh tế nước này cho biết thuế Internet với giá 0,6 đô la Mỹ trên mỗi gigabyte dữ liệu truyền tải là cần thiết để giúp gánh vác biện pháp thắt lưng buộc bụng năm 2015 tại quốc gia chịu nhiều nợ công này của Liên minh châu Âu. Ngay lập tức, người dân Hungary nhận ra rằng đây là một khoản thuế rất lớn. Truyền thông Hungary làm một phép tính đơn giản cho thấy hàng tháng chỉ cần cho tải 10 bộ phim với chất lượng tốt thì khoản thuế mà doanh nghiệp phải trả đã có thể lớn hơn khoản tiền thuê bao mà họ nhận được từ người sử dụng. Chính vì vậy, các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra nhiều nơi ở Hungary. Những người phản đối cho rằng việc đánh thuế Internet sẽ làm tổn hại đến các doanh nghiệp nhỏ và khiến cho việc truy cập Internet trở nên khó khăn hơn cho người dân, đặc biệt là tại các khu vực nghèo, tìm kiếm thông tin và các kiến thức giáo dục. Đồng thời, các chính sách này lại khiến chính phủ bị cáo buộc thực thi chủ nghĩa độc tài, cho dù mới đầu năm nay họ đã lần thứ hai thắng cử với cách biệt lớn. Tôi nghi ngờ các công ty Internet sẽ tính mức thuế này vào giá dịch vụ. Tôi có một máy tính, một điện thoại thông minh và mẹ tôi cùng 4 chị em của tôi cũng như vậy. Cứ cộng những con số đó lại xem. Có thể thấy Internet có vai trò thiết yếu với người dân Hungary. Chính vì vậy, quyết định bãi bỏ tăng thuế Internet đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Chúng tôi tin vào quyết định của chính phủ và việc chính phủ lắng nghe ý kiến của người dân. Tôi rất tán thành quyết định này, song tôi vẫn có một số e ngại rằng đây chỉ là cách chính phủ trì hoãn. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã áp đặt nhiều sắc thuế đặc biệt trong các ngành ngân hàng, bán lẻ, năng lượng và viễn thông nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách, nhưng lại gây tổn hại cho một số bộ phận trong nền kinh tế và khiến giới đầu tư quốc tế e ngại. Ngay khi chính phủ Hungary lên kế hoạch tăng thuế Internet, thì kế hoạch trên cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Liên minh châu Âu. Ủy ban châu Âu đã ra tuyên bố cho rằng đề xuất về đánh thuế Internet của Hungary là một ý tưởng tồi tệ, không chỉ ảnh hưởng tới Hungary mà còn tới kinh tế toàn bộ khu vực châu Âu vốn đang trong giai đoạn phục hồi khó khăn, trong khi thương mại điện tử đang là một động lực chính của tăng trưởng kinh tế khu vực. Phản ứng của EU cho thấy nội bộ của khối này cũng đang có nhiều lục đục. Song việc dự định tăng thuế của Hungary không phải là không có cơ sở, bởi lẽ Hungary nói riêng và EU nói chung đều đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Trên thực tế, việc thu thuế Internet được chính phủ Hungary đánh giá là cần thiết để tăng ngân sách cho tài khoá 2015, trong bối cảnh nước này trở thành một trong những quốc gia mắc nợ nhiều nhất trong Liên minh châu Âu-EU. Song nó cũng phản ánh một điều rằng nội bộ EU đang loay hoay trong việc tìm ra cách giải quyết đối với các nước đang mắc nợ. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, nhiều nước châu Âu lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải đề nghị sự hỗ trợ của các nước khác. Tuy nhiên, để nhận được sự hỗ trợ này thì các nước xin cứu trợ phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe mà khối đưa ra. Không chỉ Hungary, nhiều nước khác trong khối như Bulgaria hay Romania cũng đều không hài lòng với những quy định ngặt nghèo do các nước đầu tàu của khối đặt ra. Những mâu thuẫn gia tăng khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra và Liên minh châu Âu
áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hungary, mà nhiều nước khác trong khối có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga. Do đó, không phải là vô cớ mà ngày 28 tháng 10, Hungary cảnh báo có thể ra khỏi khối EU. Một thành viên khác cũng đang ngày càng bộc lộ rõ quan điểm xa Liên minh châu Âu, đó là Anh. Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ đàm phán lại về mối quan hệ với Liên minh châu Âu nếu ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm tới, trước khi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên trong Liên minh của nước này vào năm 2017. Đồng thời, ông Cameron cũng phản đối quy định của Liên minh châu Âu yêu cầu nước này đóng góp thêm 2,1 tỷ euro vào ngân sách của khối. Ông Cameron cũng khẳng định sẽ không trả khoản tài chính này vào ngân sách chung theo yêu cầu của Liên minh châu Âu vào ngày 1 tháng 12 tới và kêu gọi khối cần phải cải cách. Đây là một điều không thể chấp nhận được. Nó không chấp nhận được đối với hoạt động của một tổ chức. Đột nhiên đưa ra một hóa đơn với số tiền lớn bắt bạn phải trả trong thời gian ngắn. Đây cũng là điều không thể chấp nhận được đối với nước Anh, một trong những nước đóng góp lớn nhất của EU. Là một thành viên của một tổ chức lớn như Liên minh châu Âu, các nước đều được hưởng những lợi ích cơ bản, đặc biệt là về kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội thế giới có nhiều biến đổi, những cách thức và quy định chung của Liên minh châu Âu nhiều khi không còn phù hợp với tình hình thực tế. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu gần đây cũng lên tiếng kêu gọi cải tổ Liên minh châu Âu nhằm đáp ứng hơn nữa nguyện vọng và lợi ích của tất cả các nước thành viên trong khối. Nhưng điều này là thực sự khó khăn trong bối cảnh không chỉ EU mà ngay trong nội bộ từng nước thành viên cũng rạn nứt sâu sắc. Điển hình là Ukraine. Ngày mai mùng 2 tháng 11, phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine, cụ thể là khu vực Donetsk, Kharkiv và Lugansk sẽ đi bầu cái gọi là quốc hội và lãnh đạo của họ. Sự kiện này diễn ra đúng một tuần sau cuộc bầu cử quốc hội chính thức ở Ukraine. Theo giới phân tích, hai cuộc bầu cử liên tiếp theo hai chiều trái ngược này chính là hai nhát dao xẻ tấm bản đồ Ukraine ra làm đôi. Một ngày trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Theo kế hoạch, các trường học trong khu vực sẽ được sử dụng để làm nơi bỏ phiếu. Băng rôn đã được treo lên, hòm phiếu cũng đã được niêm phong cẩn thận. Danh sách cử tri đã được lên đầy đủ, mọi thông tin trước đây do chính quyền Kiev quản lý, giờ chúng tôi sử dụng để phục vụ cho cuộc bầu cử khu vực này. Trong ngày hôm qua, các ứng cử viên cũng đã có cuộc gặp gỡ với người dân địa phương. Nổi bật trong số này có Alexander Jakhachenko, 38 tuổi, cựu kỹ sư mỏ. Jakhachenko là người gốc Donetsk và hiện đang giành được sự ủng hộ lớn của các cử tri. Ông hy vọng cuộc bầu cử sẽ cho phép khu vực này xây dựng một chính phủ hợp pháp, đồng thời mong muốn chính quyền Kiev sẽ cử đại diện giám sát cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử ngày mai sẽ là một dấu mốc quan trọng về mặt pháp lý, giúp người dân miền Đông có tiếng nói hơn so với trước đây. Chúng ta đã đấu tranh không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, và chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Nhiều cử tri cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình trước cuộc bầu cử của riêng họ. Họ hứa là sau cuộc bầu cử, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng hy vọng Nga sẽ có những động thái giúp đỡ. Tôi tin tưởng vào những ứng viên tham gia tranh cử vào ngày mai. Tôi nghĩ họ sẽ làm được nhiều điều cho người dân của mình, nhất là chấm dứt đổ máu như những gì xảy ra thời gian qua. Hồi đầu tháng, chính quyền phe ly khai cũng đã công bố việc thành lập hệ thống ngân hàng, cơ quan thuế riêng của khu vực Donetsk. Cuộc bầu cử chọn người lãnh đạo riêng của khu vực miền đông Ukraine đã vấp phải những phản ứng trái chiều, trong khi phía Nga hy vọng các cuộc bầu cử diễn ra như dự kiến và sẽ công nhận kết quả các cuộc bầu cử đó, thì chính quyền Kiev và phương Tây lại cực lực lên án, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga không công nhận cuộc bỏ phiếu này. Phát biểu tại thủ đô Moscow, Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine vào ngày mai 2 tháng 11 sẽ có vai trò quan trọng trong việc hợp pháp hóa chính quyền tự xưng tại đây. Moscow đánh giá đó cũng là một trong những định hướng quan trọng của gói thỏa thuận Minsk-Belarus giữa chính quyền Kiev và đại diện lực lượng đòi độc lập. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thỏa thuận Minsk. Do vậy, chúng tôi mong đợi cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo gói thỏa thuận này và chúng tôi tất nhiên sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử. Nga hy vọng việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tự do và không bị cản trở từ bên ngoài. Trái ngược với Nga, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã thể hiện sự phản đối cuộc bầu cử do phe ly khai miền đông tổ chức.
Ông Poroshenko cho rằng nhiều nước khác trên thế giới cũng sẽ không công nhận cuộc bầu cử này. Một nhà nước, một xã hội chỉ có thể được xây dựng dựa trên luật pháp và các cuộc bầu cử công bằng. Cuộc bầu cử của phe ly khai vào ngày 2 tháng 11 sẽ không được công nhận vì nó không hợp pháp. Cùng quan điểm với Kiev, chính phủ Mỹ hôm qua 31 tháng 10 tuyên bố sẽ không công nhận cuộc bầu cử của phe ly khai ở miền đông Ukraine. Liên minh châu Âu, EU và các nước đồng minh NATO cũng lên án cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo trong ngày 2 tháng 11. Trước đó, trong một cuộc điện đàm bốn bên, lãnh đạo Ukraine, Đức và Pháp cũng đã thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin không công nhận cuộc bỏ phiếu của phe ly khai. Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đều nhấn mạnh rằng chỉ có một cuộc bầu cử quốc hội vừa qua phù hợp với hiến pháp của Ukraine. Cuộc bỏ phiếu tại miền đông sẽ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, làm phức tạp thêm những nỗ lực tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Đức và các nước châu Âu khác cũng sẽ không công nhận cuộc bầu cử này. Trong khi đó, Nga kêu gọi thiết lập một kênh đối thoại ổn định giữa chính quyền trung ương Ukraine và các đại diện khu vực Donetsk, Lugansk, giúp tạo điều kiện ổn định tình hình chung. Hàng triệu người ở các vùng phía đông Ukraine và trên bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga, không tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Ukraine. Sau niềm vui chiến thắng, chính quyền Kiev lại hứng gáo nước lạnh. Theo giới phân tích, dù Tổng thống Ukraine Poroshenko củng cố được quyền lực ở Kiev bằng việc thắng lớn trong kỳ bầu cử quốc hội cuối tuần qua, thì Ukraine trên thực tế cũng đã bị chia cắt thành hai miền khi phe ly khai thân Nga tẩy chay cuộc bầu cử này. Và cuộc bầu cử mà họ tổ chức vào ngày mai là tuyên bố hùng hồn của phe ly khai rằng họ không muốn đứng chung trong bản đồ chính trị của một Ukraine thống nhất. Nếu như cuộc bầu cử quốc hội Ukraine vừa qua đã không thể diễn ra ở những vùng do phe ly khai kiểm soát và ở bán đảo Crimea, thì cuộc bầu cử ngày mai sẽ bán chính thức dựng lên một cơ cấu quyền lực mới, biểu thị cho việc các khu vực này đã ly khai ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Hồi đầu tuần, ngay sau khi có kết quả sơ bộ của bầu cử quốc hội Ukraine, báo chí phương Tây đã gọi nó là thắng lợi của các đảng thân phương Tây, thậm chí bình luận ông Putin đã xoay Ukraine ngả sang phía phương Tây. Chớ trêu thay, nó không thể che khuất một thực tế hiển hiện là muốn hay không muốn, Ukraine cũng là kẻ thua cuộc, nhất là sau cuộc bầu cử ngày mai. Cộng hòa Ukraine mà giờ này năm ngoái vẫn còn là một quốc gia thống nhất với 44,8 triệu dân, đang yên ổn cùng chung một lãnh thổ rộng đến 603.700 km2. Từ sau ngày mai mùng 2 tháng 11, xem như bị xén mất 64.618 km2 diện tích và 9,4 triệu dân của các khu vực nêu trên. Chưa kể đã từng bị mất Crimea hôm 18 tháng 3, sau khi Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng tự phong Crimea, Crimea Aksonov, đồng ký kết xác nhận bán đảo từ nay là một phần của nước Nga, xén mất 26.100 km2 khỏi lãnh thổ Ukraine, cùng 1 triệu dân trở thành người dân Nga. Nguyên nhân sâu xa của những mất mát chủ quyền lãnh thổ này thì vô số, nhưng nguyên nhân trực tiếp tạo cớ cho mọi sự cố chính là yêu cầu của EU buộc Ukraine phải thôi dùng rằng giữa EU và Nga, mà chọn hợp tác với EU mà thôi. Cái giá phải trả cho điều này đến nay có thể tính bằng 90.718 km2 diện tích Ukraine, tức gần 1 phần 10 lãnh thổ xem như đã bị mất. Không những thế, tính đến nay, Ukraine vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía EU. Ngay trước thềm bầu cử ở miền Đông, Kiev đã đạt được tiến triển trong thỏa thuận khí đốt với Nga, mặc dù họ phải chịu mức giá cao hơn nhiều so với những người hàng xóm phương Tây. Nhưng dẫu có vượt qua được mùa đông giá lạnh, thì tương lai với người Ukraine vẫn rất bấp bênh khi mà tình hình miền Đông chưa ổn định. Câu chuyện về những mối rạn nứt ở châu Âu cũng đã khép lại chuyện Đông chuyện Tây hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.